Chào thầy và các bạn đã đến với đề tài của nhóm mình. Nhóm mình là nhóm 1. Đề tài của nhóm là hệ thống đóng mở cửa, ứng dụng của công nghệ RFID. Nhóm mình thì gồm 3 thành viên. Mình là Phạm Huy Hồng, mình phụ trách phần chuẩn bị phần linh kiện và làm mô hình và hoàn thiện video cho các bạn xem. Mình là Nguyễn Quang Trọng Nhân, mình phụ trách phần cứng và viết code cho chương trình, viết code cho đề tài. Còn mình là Trần Ánh Khoa, mình phụ trách phần làm báo cáo và phần cứng của đề tài. Các bạn và thầy hãy chờ cùng xem nhóm mình sẽ làm được những gì trong đề tài này. Tiếp theo em sẽ trình bày về phần cứng và phần mềm và sơ đồ nguyên lý của mạch. Và chuẩn bị về phần cứng thì ta cần một Arduino R3, một module RFID, một LCD 16x2, một động cơ servo. Về phần mềm thì ta cần tải và cài đặt phần mềm Arduino IDE. Về phần sơ đồ nguyên lý thì đầu tiên thì sai á, servo sẽ không hoạt động. Và yêu cầu tiếp tục thì mình xin giải thích code về RFID trong hệ thống đóng mở cửa. Thì đầu tiên là chúng ta khai báo thư viện, có thư viện của LCD, thư viện của RFID, thư viện của servo rồi cũng RFID và thư viện của user. Khai báo định nghĩa, khai báo chân. Và ở đây thì dòng lệnh này có nghĩa là mình sẽ tín hiệu là từ 0.5 của Arduino để gắn cho pin RE-4.5.7 LCD. Chúng ta sẽ tạo ra một cái biến tên là Minecraft, gồm là cái biến dùng để chứa dữ liệu mà thẻ chúng ta mà đúng để thẻ đúng để mà mở cửa. Một cái biến boolean để call là biến mang kèm để lên trong setup chúng ta sẽ thích cái chân led đỏ nhất hay là boot user là cái boot BI thì khởi động RFID, khởi động servo và chân số 5 của Arduino, khởi động serial với ngày sau mai, khởi động LCD. Trong vài vòng lặp thì chúng ta sẽ viết LCD, chúng ta chấp nhận luôn những đặc điểm chữ là hạn của bạn, đặt là LCD full hạn của bạn. Nếu như mà may cả chúng ta đúng thì là cái động cơ sẽ cố chúng ta chỉ cần để không chỉ còn một cái đóng và so sánh tải nhận vô rồi tải nhận vào. Nếu như mà đúng tải nhận vào thì chúng ta so sánh tải nhận vào nè, nếu như mà nhận vào đúng hết thì sẽ, nếu mà có sai thì nó sẽ đúng thì nó sẽ là cái tên khác. Nếu mà ngày mai kẹt đúng là khả nhận dạo đúng thì sẽ xuất hiện chút giờ tạm nhận khi mà vào từ ngày đi led màu led xanh sáng như là skill LCD hơn thể hiện tự đóng cửa lại trong dòng không gian nữa. Hàng số hiện trên là đóng cửa lại, hàng dưới là 5 giây nữa, rồi chiều lên 200 giây. Tiếp theo để nó đóng cửa lại, để nó mở cửa ra thì chúng ta sẽ lập và mò khi đóng
không thì mình cứ bấm cái phần hàng và nó sẽ bùi trời sẽ quay ngang góc hai độ hoặc là nó sẽ quay ngang khoảng hai độ nhỏ hơn 91 và để quay cùng cái góc 90 nó sẽ quay tới góc thì là giờ 5 giây nằm ở 5.000 giây rồi xong nó sẽ lên giữ lại một phần đó trở lại nó trong một tiếng đi từ để từ 90 trở về không mới bước là từ ngang để nó đóng trở lại và đóng từ đầu sau đó là xong là khi đóng trở lại nó sẽ là đọt luôn bị lây từ một ngày sau đó trở lại. Còn nếu mà nó sai thì sao? Sai thì nó sẽ bị lây 200 giây. Giờ in mức và cho led màu xanh, led màu đỏ nó sẽ sáng, user kêu lên và nó sẽ hiện chữ là hãy không đúng, delay trong ngày 1 giây và nó sẽ thể hiện, nó sẽ xuất ra CD nhưng mình giữ là đổi lại hạ, sẽ đổi lại delay thêm 1 giây nữa rồi buzzer tắt led tắt và nó ở cuối thì chúng ta sẽ chặn ở đặt RFID hãy chờ mà đến cho cái kia mẹ kia khác. Đây là hệ thống đóng cửa cửa RF bằng RFID của nhóm mình. Thì đầu tiên là chúng ta đưa thẻ đúng vào thử cái đó nó chạy như thế nào nha. Thì nó sẽ hiển thị chữ cửa không hợp lệ và nó sẽ mở cửa vừa nó sẽ đóng lại sau 6 giây và khi đóng lại thì đèn màu đỏ nó sẽ chớp. Rồi đó là khi đúng, còn khi sai như thế nào thì phải không học lại và